Xin chào tất cả các bạn nhé. Ngày hôm nay thì Như sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt camera IMEI xoay 360 trong nhà dành cho những khách hàng mua về tự lắp. Thì cái con này là con xoay 360 và con 4B nhé các bạn. Thì đối với con camera wifi này, các bạn chỉ cần bắt wifi và cắm bằng nguồn điện thì camera đã hoạt động được rồi. Và đối với camera IMEI, các bạn chỉ có hai nhà phân phối lớn tại Việt Nam mình, đó là DS và KBT. KBT là công ty KB Vision đấy các bạn. Bây giờ nó phân phối cả dòng IMEI nữa. Nên vì vậy khi mà các bạn mua camera ấy, các bạn cứ nhắm vào hai cái nhà phân phối là DSS và KBT là các bạn có thể biết được đó là hàng chính hãng. Và đối với camera hàng chính hãng như thế này sẽ được bảo hành 2 năm. Và đối với cửa hàng của Như ấy, thì Như sẽ hỗ trợ các bạn bằng cách là một đổi một trong 7 ngày đầu. Nếu gặp bất cứ một lỗi lầm gì thì thường người ta hãng người ta sẽ không có đổi mới cho các bạn, sẽ bảo hành 2 năm. Nếu mấy ngày đầu cũng y chang như vậy, nhưng mà đối với khách hàng của Như trong 7 ngày đầu Như sẽ đổi mới cho các bạn, nên các bạn an tâm phần nào khi các bạn nhận sản phẩm các bạn nhé. Thì ngày hôm nay Như sẽ hướng dẫn các bạn để các bạn có thể cài đặt camera vào điện thoại một cách đơn giản nhất, dễ nhất và không cần thuê nhân công về để tốn kém các bạn nhé. Đây là dòng camera 4B này các bạn. Camera 4B thì được phân phối bởi công ty DSS. Đây là công ty Dahua các bạn. Thì nó được phân phối bởi cái công ty DSS này thì nó cũng cùng một nhà sản xuất đối với KBT, đó là nhà sản xuất là Hangya Hua Trang Network Technology này, các bạn thấy không? Thì đây là nhà sản xuất, còn nhà phân phối là DSS. Thì đối với KBT và DSS sẽ là cùng một nhà sản xuất, đó là Hangya Hua Trang Network này, Technology. Thì đây là nhà phân phối DSS các bạn nhé. Thì các bạn cứ mua hai cái nhà phân phối này để các bạn có thể biết là camera là hàng chính hãng, để các bạn an tâm phần nào khi các bạn sử dụng camera này rồi. Thì ngày hôm nay chúng ta cùng đi cài đặt camera này kết nối vào trong điện thoại. Thì thật ra đối với camera IMEI các bạn, tất cả con camera wifi đều kết nối như nhau. Các bạn có thể biết kết nối với con IMEI xoay 360 này được, thì những cái con khác các bạn đều kết nối cái y chang như vậy, chỉ là mẫu mã khác nhau thôi. Đối với con camera xoay 360 trong nhà các bạn thì nó thích hợp lắp đặt ở trong nhà thôi, nó sẽ không thích hợp lắp đặt ở ngoài trời. Vì đối với camera xoay 360 trong nhà nó sẽ không có tính IP67, là không có tính chống nước các bạn. Nếu mà các bạn lắp đặt con camera này ở ngoài trời thì rất là mau hư, và nó sẽ không bảo đảm cho vấn đề cho các bạn là nó sẽ được bảo quản hoặc là bền như con camera thân ngoài trời. Thì đây là cái con xoay 360 các bạn nhé. Thì cắt kết nối y chang như nhau, nhưng ngày hôm nay Như vẫn hướng dẫn cho các khách hàng nào mua về tự lắp đối với con camera xoay 360 trong nhà. Và cái con này là con 4B các bạn nhé. 4B thông thường hình như bán với giá sỉ là 860.000 một con, và con 2M có giá là 650.000 một con. Thì khi các bạn mua hàng chính hãng nó sẽ là lên tới cả 1.400.000 đấy, là con 4M, và con 2M là có giá là 1.200.000 gần 1.2 các bạn. Thì khi mà các bạn mua giá sỉ có 650 và 860 thôi đối với dòng 2M và 6 và 4M các bạn nhé. Và bảo hành chính hãng 2 năm, một đổi một trong 7 ngày đầu. Và ngày hôm nay chúng ta cùng đi cài đặt và hướng dẫn camera ra cho các bạn khi mà các bạn mua về các bạn có thể tự lắp được các bạn nhé. Thì bây giờ chúng ta cùng đập hộp con camera này để xem bên trong nó bao gồm những thiết bị gì các bạn nhé. Đây là con camera 4M này các bạn. Vỏ ngoài nó sẽ được bao bọc bởi một cái màng co như thế này. Thì khi mà các bạn mở ra thì nó sẽ được bao bọc cái màng co này như đã lọc bằng da lọc ráy rồi. Thì nó cái màng co nó sẽ niêm phong toàn bộ luôn như mở ra rồi đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ mở các con camera này ra. Thì trong camera này ấy, nó sẽ có bao gồm là các bạn này, sách hướng dẫn này, sách hướng dẫn. Và khi mà chúng ta mở ra, ở trong camera nó sẽ được cố định bởi những hai cái miếng mút trên dưới như thế này, nên khi mà các bạn nhận về như gói cho các bạn không phải sợ bị va đập nữa, vì bên trong con camera được bảo quản bởi miếng mút như thế này rồi, không có sợ bị va đập làm cho camera của mình bể hoặc là bị nứt chảy xét như thế nào sẽ không có nha các bạn nhé. Đây, con camera của mình là các bạn đã được bao bọc bởi một cái miếng ni lông như thế này này các bạn. Đấy, camera của mình đây này các bạn. Đó, camera của mình đây các bạn nhé. Xem bên trong của nó bao gồm những thiết bị gì nữa các bạn nhé. Thì bên trong của nó tiếp tục sẽ là các hướng dẫn này các bạn, tiếng Anh, các hướng dẫn tiếng nước ngoài nữa các bạn. Rồi, ở phía dưới nó cũng sẽ có một cái miếng bao bọc camera của mình. Bên trong của nó sẽ bao gồm nguồn này, dây nguồn này, vít tắc kê, phụ kiện chống nước và tấm định vị các bạn. Đây, bên trong của nó nha các bạn. Bên trong của con camera bao gồm nguồn này các bạn. Gồm nguồn này. Nguồn 5V 1A. Đây, nguồn.
dây nguồn này dài khoảng 1 mét luôn các bạn. Trên đây đó bao gồm vít và tắc kè là các bạn. Cái này là bát treo này các bạn, bát treo cho camera của mình này. Cho nên sẽ có thêm có một cái tấm định vị là khoen trên tường ấy sẽ chính xác hơn cho con camera của mình nhé các bạn. Đây là những cái phụ kiện đi kèm camera, tấm định vị này, bát treo này các bạn, vít và tắc kê đó. Đây là những cái đi kèm camera của mình. Như sẽ nhét lại vào đây để lấy những cái thiết bị đi cần thiết để chúng ta cùng cài đặt camera trên điện thoại các bạn nhé. Đây, ngay bây giờ chúng ta sẽ cần đó là camera, nguồn và dây. Thì bây giờ ấy, thì Như sẽ cài đặt các bạn để các bạn có thể mua về các bạn tự lắp được. Thì đối với camera wifi ấy, chỉ cần cắm vào nguồn điện là bắt wifi thì camera đã hoạt động được rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cắm cái dây nguồn này vào nguồn điện để camera hoạt động được, và sau đó chúng ta sẽ kết nối camera với phần mềm iMoLine, sau đó kết nối camera với wifi của nhà mình. Lúc này thì camera của mình đã hoạt động được và các bạn chỉ cần bắt wifi trên bất cứ một cái vị trí nào để nhà mình có thể quan sát được các bạn nhé. Nó rất là đơn giản, làm cái thao tác mà kết nối với điện thoại thì rất là đơn giản, các bạn không cần phải sợ. Đối với cái dây này các bạn có thể thấy nó tầm khoảng 1,5 mét đấy các bạn, 1,5 mét dài, tầm khoảng 1,5 mét. Cắm. Cái dây này ấy, sẽ cắm vào cái đuôi của con camera của mình đó các bạn. Cái lỗ này là lỗ cắm cổng mạng này các bạn. Thì đối với những cái con camera quá xa modem của nhà mình thì như đã nói với các bạn rồi, đối với camera wifi nếu khoảng cách của nó ấy, là khoảng là 10 mét trở xuống ấy, thì chúng ta có thể bắt wifi. Còn nếu nó quá xa cái cục wifi của nhà mình thì chúng ta có thể đi dây mạng. Thì đây là cái lỗ cắm mạng các bạn nhá, thì chúng ta một đầu sẽ cắm vào camera và một đầu còn lại sẽ cắm vào cục modem wifi của nhà mình. Thì như vậy camera của nhà mình rất là ổn định, không sợ là camera bắt wifi không ổn định các bạn nhé. Thì còn trường hợp mà như đang chỉ cho các bạn là trường hợp bắt wifi, trường hợp mà nó dưới 10 mét thì chúng ta có thể bắt wifi và camera đã hoạt động được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi cùng kết nối với con camera của mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cắm vào nguồn điện này các bạn. Khi mà các bạn thấy như cắm camera vào nguồn điện ấy, thì cái đèn đỏ của con camera sẽ hiện lên như thế này. Thì chúng ta sẽ đợi cái đèn của con camera màu xanh. Lúc này chúng ta sẽ kết nối với con camera nhé. Trong cái khoảng thời gian mà chúng ta chờ đợi cái đèn đỏ nó trở thành đèn màu xanh ấy, thì chúng ta sẽ mở điện thoại của chúng ta lên và chúng ta tải cái phần mềm iMoLine về nhé các bạn. Đây là cái phần mềm iMoLine. Phần mềm iMoLine này thì Như đã cài rồi, thì các bạn sẽ vô app, nếu đối với cái điện thoại mà sử dụng phần mềm iOS là iPhone đó các bạn, chúng ta sẽ vô App Store để tải phần mềm iMoLine nhé các bạn nhé. Chúng ta vô App Store này, chúng ta tải phần mềm iMoLine này các bạn. Đây các bạn có thể thấy iMoLine này các bạn, nhấp vô. Rồi, iMoLine chúng ta quét lên thấy là iMoLine Family Family iMail này các bạn.
Đây nhé các bạn, các tải cái iMama này về đấy các bạn. Thì đối với cái phần mềm iOS ấy các bạn sẽ phải vô App Store để tải. Còn đối với những điện thoại Samsung hoặc Sony ấy các bạn sẽ vô CH Play để tải cái iMama này về các bạn nhé. Thì sau khi tải về các bạn, nó sẽ có trình duyệt như thế này này các bạn. Nó sẽ có cái icon như thế này. Thì khi mà chúng ta tải về, chúng ta sẽ tạo một cái tài khoản trên iMama bằng email hoặc là số điện thoại. Khi mà chúng ta tải xong rồi các bạn, khi mà chúng ta tạo cái tài khoản iMama xong rồi các bạn, chúng ta sẽ nhấp vô thì tại vì như đã tạo rồi nhé các bạn nhé, thì nó sẽ có cái giao diện như thế này. Hiện tại thì trước như đã mở cho một cái cho khách hàng của mình coi rồi, thì bây giờ như sẽ xóa cái tài khoản này đi và add cái tài khoản khác cho các bạn. Xóa ra cái tài khoản này là tài khoản cũ nhé các bạn, tài khoản trước như đã mở ra một lần rồi, mình sẽ bỏ hoàn toàn mới để chúng như sẽ hướng dẫn các bạn để các bạn có thể làm được. Thì đây các bạn, đối với cái tài khoản này các bạn, khi mà tạo cái tài khoản xong rồi nó sẽ có giao diện như thế này này các bạn. Đấy, bây giờ thì chúng ta khi mà chúng ta tạo cái tài khoản iMama xong á các bạn, chúng ta quay trở lại xem camera của mình, đèn xanh của nó đã hoạt động được hay chưa. Thì đối với cái con camera này các bạn có thể thấy là từ cái đèn màu đỏ nó sẽ đã biến thành cái đèn màu xanh rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ kết nối con camera với cái phần mềm iMama và cái wifi của nhà mình và cái điện thoại được rồi. Bây giờ chúng ta cùng tiến hành cài đặt con camera vào điện thoại các bạn nhé. Đây là cái phần mềm iMama mà như mới nhấp vô. Thì bây giờ chúng ta cùng kết nối trên cái phần mềm iMama này các bạn nhé. Khi mà chúng ta mở ra cái trình duyệt iMama này, nó sẽ có giao diện trống không như thế này này các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhấp vào dấu cộng phía bên trên bên phải của màn hình, chúng ta nhấp vô đây. Nó sẽ hỏi mình là quét mã QR. Thì đối với con camera này, bất cứ một con camera wifi nào, nó sẽ có một cái mã QR riêng của nó. Đối với con camera này thì cái mã QR của nó sẽ nằm ở dưới phía dưới này các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhấp vào dấu quét mã QR và quét vào cái mã này của con camera của mình nhé các bạn nhé. Đây, chúng ta quét cái mã QR của con camera này các bạn. Đấy, khi mà quét xong ấy các bạn, nó sẽ hiện ra như thế này. Rangir 24M. Thì đối với con 4M nó sẽ hiện cái tên của con camera lên. Đó, thì chúng ta ok rồi. Một là chúng ta sẽ lưu mã QR, hai là không. Thì chúng ta sẽ ấn tiếp theo các bạn nhé. Rồi, nó sẽ hỏi các bạn là đang thêm thiết bị vô. Nó tầm khoảng 120 giây tới 60 giây nó sẽ kết nối. Đây, mình đã kết nối xong rồi các bạn thấy rất là nhanh, trong vòng tầm khoảng 3 giây đã kết nối thành công rồi. Thì nó sẽ bảo trong cái trình duyệt này nó sẽ kêu là xin hãy nhập tên cho thiết bị. Thì chúng ta có thể đặt tên cho camera của nhà mình. Nếu như các bạn mà lắp nhiều con camera, chúng ta muốn phân biệt từng con camera thì chúng ta có thể đặt tên cho từng vị trí trong gia đình của mình, ví dụ như phòng khách, phòng ngủ, nhà ăn, tùy theo cái vị trí mà chúng ta đặt để chúng ta có thể phân biệt được từng con camera các bạn nhé. Thì như đang test cho các bạn nên như sẽ không đặt tên, thì sẽ để nguyên cái vị trí tên này để chúng ta sẽ nhận diện được con camera nào và mã là camera như thế nào. Sau đó chúng ta sẽ nhấp vô là khu vực hoặc quốc gia. Đây, khu vực quốc gia thì trên đây nó sẽ gọi là Hồ Chí Minh, để chúng ta sẽ ấn trên kéo nha. Của mình là Hồ Chí Minh đúng không? Chúng ta sẽ nhấp vào Hồ Chí Minh nhé các bạn. Và chúng ta hấp vào Hồ Chí Minh này các bạn. Rồi, nhấn OK. Rồi, sau khi mà chọn khu vực quốc gia của Hồ Chí Minh rồi, các bạn đã ấn xong. Rồi, ở trên này nó sẽ hỏi là chọn cảnh sẽ được sử dụng trong nhà, cửa hàng, nhà máy hay là địa điểm khác. Nếu như cái con camera này các bạn lắp đặt ở trong nhà thì chúng ta sẽ chất ở trong nhà. Còn nếu như ở cửa hàng, chúng ta sẽ chất vào cửa hàng. Còn không thì chúng ta sẽ tạo một cái vị trí mới hoàn toàn khác, thì chúng ta ấn vào cái địa điểm khác này nhé các bạn. Chúng ta đặt tên các bạn nhé, thì không phải chúng ta sẽ đặt cái ở trong nhà nhé. Rồi, chúng ta ấn xong rồi các bạn. Rồi, bây giờ nó bảo một các bạn là xin chúc mừng, bạn đã nhận được bản dùng thử miễn phí của AnaroTech 7 ngày lưu trữ đám mây, tải xuống các bản ghi trên thẻ SD, chia sẻ thiết bị cho 10 người dùng. Nếu chúng ta không cần thiết cái này, chúng ta bỏ qua nhé các bạn, chúng ta không nên ấn kích hoạt, ấn sau. Rồi, sau đây, sau đó chúng ta đã kết nối xong rồi đó các bạn. Bây giờ chúng ta nhấp vô là chúng ta có thể coi được hình ảnh cái con camera của mình trên cái điện thoại rồi các bạn nhé. Bây giờ chúng ta quay bên đây cho các bạn coi một chút xíu ha. Đây. Rồi, mình sẽ nhấp vô cho các bạn coi được hình ảnh của con camera của mình nhé. Đó, các bạn để thấy không? Thì đối với cái con camera này ấy, các bạn
Như vậy là kết nối xong rồi đó các bạn. Thì bây giờ chúng ta xem ở bên trong con camera này sẽ bao gồm những chức năng gì các bạn nhé. Trong con camera này nó thể hiện là con xoay 360 4M là các bạn. Nó có thể hiện là chụp hình này, nói này, ghi âm. Thì đối với con camera xoay 360 này, nó có tích hợp mic và loa, có thể đàm thoại hai chiều được. Vì vậy đối với những khách hàng muốn mua con camera về lắp theo dõi con em nhà mình và muốn đàm thoại hai chiều thì chúng ta có thể sử dụng con camera này. Thì trên cái giao diện của con cái phần mềm IMEI Online này ấy, nó đã thể hiện toàn bộ những chức năng của con camera của mình rồi. Thì đấy các bạn có thể thấy được, nếu mà chúng ta nói, chúng ta sẽ nhấp vào con nói này. Alo. Đấy, tại vì do là như để cái con camera gần cái điện thoại quá nên vì vậy nó sẽ bị vang ấy các bạn. Khi mà chúng ta cần nói thì nó sẽ nhấp vào đây chúng ta nói, còn khi mà chúng ta nghe chúng ta sẽ nhấp vào đây. Đấy, tại vì do là để gần cái con camera quá với điện thoại nên vì vậy nó sẽ bị hú các bạn. Chúng ta muốn nghe thì chúng ta bật cái loa lên, chúng ta muốn nói thì chúng ta bật cái mic lên, chúng ta nói nhé các bạn nhé. Thì đây là những cái tính năng là đàm thoại hai chiều của camera của mình, thì chúng ta có thể điều khiển trên app của nó. Ở đây là chụp hình, thì chụp hình trên cái app chúng ta chụp. Đó, chụp là xong. Rồi, thì đây ở trên đây ấy, nó sẽ có một cái biểu tượng này. Đây là các bạn lục giác là các bạn. Chúng ta muốn điều chỉnh hoặc là chúng ta muốn cài đặt bất cứ một cái gì trên cái phần mềm này, chúng ta sẽ nhấp vào cái biểu tượng này. Ở trên đây nó sẽ thể hiện toàn bộ những chức năng của con camera. Nếu như chúng ta muốn cài đặt bất cứ một cái gì thay đổi cho con camera của mình, chúng ta sẽ cài vô đây cài đặt nhé các bạn nhé. Thông báo này, phát hiện này, âm thanh này, cảnh báo này, lưu trữ đám mây, lưu trữ cục bộ, quy tắc lưu trữ. Thì toàn bộ trong đây ấy, nó thể hiện cách mà chúng ta có thể coi được như thế nào, cảnh báo ra điện thoại như thế nào, lưu trữ camera 24 giờ trong một ngày hay là lưu trữ chuyển động, thì chúng ta có thể cài đặt trong đây hết nhé các bạn nhé. Còn đối với cái thẻ nhớ đây, lưu trữ chúng ta sẽ vô đây chúng ta xem là nó lưu trữ như thế nào. Chúng ta vô lưu trữ thuộc bộ chúng ta kiểm tra. Thì hiện tại là do chúng ta không có nhét cái thẻ nhớ vô thì trên đây nó sẽ không có hiện cái lưu trữ cục bộ cho mình, nó ghi không có lưu trữ này các bạn. Khi mà chúng ta nhét cái thẻ nhớ đây, nó sẽ có cái thẻ nhớ cho đây, thì chúng ta có thể biết được à đây là có thẻ nhớ, còn là không có nên nó đây là không có lưu trữ thuộc cục bộ. Quay trở lại các bạn, đối với cái con camera này các bạn, khi mà chúng ta xem lại, chúng ta xem lại xem là camera của mình ấy nó ghi như thế nào, thì chúng ta sẽ vô xem lịch sử ghi, chúng ta nhấp vô là các bạn. Thì trên đây ấy, nó sẽ còn lưu trữ bằng đám mây và lưu trữ bằng thẻ nhớ. Khi mà chúng ta nhét thẻ nhớ vô ấy, chúng ta muốn coi camera lại ấy, thì chúng ta sẽ nhét vô thẻ nhớ chúng ta coi nhé các bạn. Đây nên nhớ, thì đây là cái ngày tháng mà chúng ta muốn coi này. Đấy, chúng ta mua ngày nào thì khi mà có thẻ nhớ rồi nó sẽ hiện lên là 1, 2, 3 cái ngày này sẽ có những cái thẻ nhớ nằm trên đây, thể hiện được là nó lưu trữ 3 cái ngày này. Thì các bạn có thể biết được là cái thẻ nhớ của mình nó có lưu trữ, nó có hoạt động hay không các bạn nhé. Thì đây là những cái mà như muốn hướng dẫn các bạn khi các bạn mua về các bạn làm. Thật ra đối với camera wifi các bạn, nó rất là dễ lắp đặt, rất là dễ sử dụng luôn. Nhưng mà khi mà các bạn mua về nó đáp ứng đúng cái nhu cầu mà các bạn mong muốn ấy, thì các bạn an tâm lắm và các bạn thấy nó rất là hiệu quả đối với cái nhu cầu mà các bạn mong muốn. Đối với cái giá thành mà như gửi cho khách hàng ấy là toàn là giá xỉ thôi, nên vì vậy các bạn an tâm về giá cả. Còn lại về chất lượng ấy, toàn bộ là như gửi cho các bạn là hàng chính hãng 100%, và khi các bạn nhận hàng về các bạn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nên các bạn an tâm các bạn nhé. Thì ngày hôm nay như gửi cho các bạn cái clip này để các bạn có thể mua về tự lắp bất cứ một con camera nào. IMEI cũng có cái gọi là cái cài đặt tương tự như thế này, nhưng Như sẽ cố gắng làm từng clip dành cho từng mã camera để khách hàng của Như khi mua về có thể nhìn được cái con camera của mình nó như hình dạng nó như thế này và kết nối nó sẽ ra như thế vậy, để không có phải là khách hàng bỡ ngỡ bất cứ một con camera gì, lẫn lộn từng con camera từng mã các bạn nhé. Đây là con xoay 360 trong nhà, các bạn có thể lựa chọn cho gia đình của mình các bạn nhé. Bất cứ một cái thắc mắc gì về camera hoặc là tư vấn camera, các bạn cứ liên hệ trực tiếp với Như sẽ cố gắng hỗ trợ các bạn một cách tốt nhất và nhanh nhất, báo giá cho các bạn để các bạn an tâm sử dụng camera hàng chính hãng và với cái giá thành là tốt nhất nữa. Và Như cũng cho các bạn coi một chút xíu về cái thẻ nhớ cho con camera của mình. Khi mà các bạn mua camera, các bạn nó sẽ chưa bao gồm thẻ nhớ rồi nha các bạn. Thẻ nhớ mà Như gửi cho khách hàng của mình ấy, hầu như là thẻ nhớ chính hãng 100% là thẻ nhớ SanDisk như thế này, 32GB cho tới 64GB hoặc là 128GB tùy theo nhu cầu mà các bạn sử dụng. Đối với thẻ nhớ 32GB các bạn, thông thường ấy, nó sẽ được lưu trữ từ 3 đến 4 ngày, là lưu trữ kiểu 24 giờ trong một ngày, lưu trữ liên tục. Đối với thẻ nhớ 64GB nó sẽ lưu từ khoảng được 1 tuần
một tuần, lần lưu 24 giờ trong một ngày. Giá thành cuộc thẻ nhớ 32GB này có giá là 150.000 một thẻ, giá 64GB có giá là 210.000 một thẻ. Đối với toàn bộ hàng chính hãng SanDisk này, các bạn sẽ được bảo hành chính hãng 5 năm. Thì toàn bộ mà Như gửi cho các bạn là hàng chính hãng hết. Thì khi các bạn mua về, các bạn sử dụng, các bạn an tâm phần nào về chất lượng của sản phẩm rồi. Chứ Như không có bao gồm kèm thẻ nhớ các bạn nhé. Khi mà các bạn mua sẽ bao gồm camera, thẻ nhớ, nếu mà các bạn mua hay không mua tùy Như đang báo giá cho các bạn, để các bạn có thể hiểu được cái sản phẩm Như gửi cho các bạn là thương hiệu gì, bảo hành như thế nào, để các bạn có thể hiểu được các bạn nhé. Bất cứ một cái thắc mắc gì về camera, các bạn cứ liên hệ trực tiếp với Như các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip ngày hôm nay nhé.